Di Đà Phật. Tại vì quý vị biết á, là kinh điển của Phật giáo á, thì là kinh điển chung. Quý vị đừng có cho rằng á, là kinh điển Đức Phật dạy cho riêng ai cả. Ví dụ như á, chúng ta có tất cả các thống kinh điển. Thứ nhất á, là kinh điển Pali, tức là viết ba kết tập bằng chữ Pali, đó là bộ kinh điển Nikaya, gồm có 5 bộ, và tức là trường bộ, trung bộ, tiểu bộ, tương ưng bộ, tăng chi bộ. Còn kinh điển A Hàm á, thì gồm có 4 bộ: trường A Hàm, trung A Hàm, rồi tăng nhất A Hàm, tập A Hàm. Rồi là ngoài ra là cái kinh điển A Hàm á, thì được kết tập bằng tiếng Sanskrit. Và ngoài ra thì cái kho tàng kinh điển đồ sộ ở trên thế giới đó là kho tàng bằng chữ Hán Tạng. Hán Tạng thì có 2 cái bộ lớn nhất ở thế giới, đó là Càn Long Đại Tạng Kinh, và cái bộ thứ hai á, là bộ Đại Chánh Tân Tu, tức được kết tập ở tại Nhật Bản. Còn Càn Long Đại Tạng Kinh á, thì được kết tập ở tại Trung Hoa vào thời nhà Thanh. Và một bộ cũng rất là lớn nữa, đó là Đại Tạng Kinh bằng tiếng Tây Tạng, thì cũng là rất là lớn. Và bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam cũng rất là lớn. Và có một bộ Đại Tạng Kinh nữa là Đại Tạng Kinh bằng tiếng Anh, cũng rất là lớn. Thì các cái bộ Đại Tạng đó có nhiều cái truyền thống khác nhau. Cho nên quý vị thấy á, tùy cái truyền thống khác nhau, thì những cái quan niệm của các truyền thống khác nhau. Chúng ta học á, với Bồ Tát thì là chúng ta học theo truyền thống của Bắc Truyền, thì có giới Bồ Tát. Còn truyền thống của Nam Truyền thì là nhắc tới Bồ Tát, đó là tiền thân của Đức Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà trước khi thành Phật thì gọi là Bồ Tát. Cho nên chúng ta đi qua bên Nam Truyền á, ta gọi là Bồ Tát, tức là Phật đấy. Có nghĩa là ví dụ như Bồ Tát Siddhartha, nhiều đời nhiều kiếp trước của Bồ Tát, khi Bồ Tát chưa thành Phật thì Bồ Tát á, là sanh ở đâu, làm gì, như thế nào. Quý vị sẽ đọc ở trong cái quyển kinh gọi là Kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Quý vị tìm á, cuốn Kinh Bổn Sanh Bổn Sự sẽ nói về tiền thân của Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật với một số các vị đại A-la-hán có tương quan với nhau với Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta qua Nam Truyền á, cái từ Bồ Tát ở bên Nam Truyền đó là đang nói tới Đức Phật đấy. Nhưng mà bên Bắc Truyền á, thì là thứ nhất là nói về tiền thân Đức Phật, thứ hai là tiền thân của vô số các cái vị đại A-la-hán, thứ ba là tiền thân của các vị Bồ Tát, và thứ tư là các vị Bồ Tát đang tu. Cho nên á, ở Bắc Truyền á, thì Bồ Tát á, là Bồ Đề Tát Đỏa, là giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là cái chữ Bồ Tát mà ở trong Phật học giáo Pha Thư á, định nghĩa là Bồ Tát, nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏa, mình dịch ra gọi là giác hữu tình. Có nghĩa là một vị mà phát tâm đi làm giác ngộ cho chúng sanh. Như vậy thì một cái vị Bồ Tát á, phát tâm đi làm giác ngộ chúng sanh á, thì không có liên quan tới cái quả vị. Quý vị hiểu không? Đó là công hạnh. Một vị Bồ Tát đi giác ngộ cho chúng sanh đó gọi là công hạnh. Nhưng mà tại vì Bồ Tát có hai dạng, một dạng là Bồ Tát nhân và một dạng Bồ Tát quả, đều cùng đi giác ngộ chúng sanh. Bồ Tát nhân á, thì là tự độ độ tha, còn Bồ Tát quả á, lòng bi mẫn mà độ tha thôi. Cái nghĩa là một vị Bồ Tát quả, nghĩa là chứng đạo giải thoát rồi, thì vị đó trên con đường đi hoằng hóa độ sanh. Ví dụ như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quang Tham Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, vân vân. Các vị đó, đó là Bồ Tát đã giải thoát. Bồ Tát quả có hai dạng Bồ Tát quả: Bồ Tát quả của sơ quả, nhị quả, tam quả, và Bồ Tát quả của tứ quả A-la-hán, Bích Chi Phật, và Bồ Tát quả của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Bây giờ ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi giác chúng sanh hữu tình, đó cũng là hạnh của Bồ Tát. Có nghĩa là ngài trên con đường đi hoằng hóa chúng sanh. Ta nói là
Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng đi giác chúng sanh hữu tình, thì cái hạnh của ngài cũng là hạnh đại Bồ Tát. Đức Phật á là hạnh đại Bồ Tát. Ví dụ như á, Đức Quang Thâm Bồ Tát cũng là đi giác chúng sanh hữu tình, ngài cũng là hạnh đại Bồ Tát, vân vân. Như vậy thì Bồ Tát á có hai dạng, Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Và Bồ Tát quả cũng có hai dạng, Bồ Tát quả của sơ quả, nhị quả, tam quả ở trong thinh văn, và Bồ Tát quả của tứ quả A La Hán, của Bích Chi Phật và của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, và Bồ Tát Diệu Giác Đẳng Giác là Bồ Tát giải thoát, Bồ Tát thập địa là Bồ Tát giải thoát. Quý vị hiểu không? Do đó mà có Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Cho nên đó, có nhiều người đọc kinh điển của Nam truyền và Bắc truyền có lấn cấn với nhau một chút về cái quả vị của Bồ Tát. Thường quả vị Bồ Tát á thì chúng ta xem ở trong bốn cái quyển kinh của kinh Hoa Nghiêm. Mà theo truyền thống của Bắc truyền thì bài kinh Hoa Nghiêm được Đức Phật thuyết ở dưới cội cây Bồ Đề sau khi đắc đạo vào rạng sáng ngày mùng 8 tháng 12 ngày 18 tháng 12 năm 594 trước Tây lịch. Có nghĩa là theo tháng âm lịch đó thì mùng 8 tháng 12 chỉ còn 22 ngày nữa là Tết nha. Có nghĩa là 22 ngày nữa là Tết âm lịch của mình đó, là Bồ Tát ngày đắc đạo ở trong đêm mùng 7 rạng ngày mùng 8 canh 1 tới canh 2 á, thì ngày đắc được là túc mạng minh. Canh 3 tới canh 4 á, thì ngày chứng đắc được á, là thiên nhãn minh. Và canh 5 tức là canh cuối cùng á, là ngày chứng đắc lậu tận minh. Đó là Đức Phật ngày chứng đắc á. Như vậy thì quý vị biết á, là một cái vị mà hành đạo Bồ Tát và ngày đắc quả Phật ở kiếp cuối cùng là đắc quả Phật, và chưa đắc quả Phật thì ngài đã hành đạo Bồ Tát rồi. Vị Bồ Tát đó là Bồ Tát gì? Là Bồ Tát nhân. Có nghĩa là trước khi đắc quả Phật á thì ngài là Bồ Tát nhân, và khi đắc quả Phật rồi thì ngài độ chúng sanh đầu tiên bằng cái bài kinh gì? Theo truyền thống Bắc truyền là bài kinh Hoa Nghiêm, phải không? Thì lúc đó ngài giác chúng sanh hữu tình cho chư thiên và Bồ Tát nghe, thì lúc đó ngài hành đạo Bồ Tát quả. Quý vị không? Tức là trước đó thì ngài hành đạo Bồ Tát nhân, nhưng mà khi ngài đắc quả rồi thì ngài hành đạo Bồ Tát quả. Hai cái sự việc này á thì nó giống nhau, nhưng mà về tâm lượng tâm chứng á của một vị tu tập á thì là khác nhau. Cho nên đó quý vị á, chúng ta hiểu Bồ Tát có nghĩa là một cái vị phát tâm đi cứu khổ chúng sanh bằng con đường khai tâm mở trí cho tất cả chúng sanh hữu tình. Mà quý vị biết á, chúng sanh hữu tình đó thì có nhiều dạng chúng sanh hữu tình lắm. Để khai tâm mở trí để bắt quả thánh cho chúng sanh hữu tình đó thì chỉ có hai cõi thôi, là cõi người và cõi trời. Còn để khai tâm mở trí để cho chúng sanh hữu tình mà gieo duyên lành với Tam Bảo á thì nhiều cõi lắm. Ở trong kinh á thì thầy xem á hình như là chỉ có hai cõi thôi, là không có ai độ hết trơn đó, là cõi Bắc Tu Lô Châu với một cõi nữa là Phi Tưởng Tưởng Xứ. Ở tại cõi trời á là Phi Tưởng Tưởng Xứ và cõi Bắc Tu Lô Châu, là hai cõi đó không có các vị Phật vị Bồ Tát đến đó để độ. Còn tất cả các cõi, kể cả cõi súc sanh cũng có Bồ Tát tới nữa, kể cả cõi địa ngục cũng có Bồ Tát tới nữa, tùy vào loại địa ngục nào. Địa lục ngục vô gián tới cũng không có ai tu nổi. Nhưng mà nếu mà Bồ Tát để đi độ mà có hai cái cõi để đắc quả trong kiếp này luôn á, đó là chỉ có con người và chư thiên thôi. Do đó mà các cái vị Bồ Tát hạnh nguyện đi giác chúng sanh hữu tình thường hay xuất hiện hai cõi, đó là cõi người và cõi chư thiên. Chúng ta chưa đề cập tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi Tây Phương Cực Lạc cũng có vô số những vị Bồ Tát, nhưng mà tại vì cõi Tây Phương Cực Lạc không xếp vào ở trong hàng tam giới nên chúng ta không có liệt kê vào đây. Tây Phương Cực Lạc là do Đức Phật lập quốc độ cho nên không nằm ở trong hàng tam giới của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái nghĩa là tâm chúng sanh đang hướng về cõi dục, hướng về cõi sắc,
và hướng về cõi vô sắc. Thì nếu mà người nào mà chết đi á, họ hướng về cõi dục, có nghĩa là lấy sáu trần làm vui á, thì họ sanh ra ở cõi dục giới. Cõi dục giới á, là có 11 cõi dục giới, đó là sáu cõi trời dục giới, một cõi người và bốn cõi dục giới ác. Sáu cõi dục giới của cõi trời và cõi người là bảy cõi dục giới thiện, đó là trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Tức là có sáu cảnh giới trời, thì đó là cảnh giới của dục giới, lấy đối tượng sáu trần làm vui. Và cõi người của mình cũng vậy nữa, lấy đối tượng sáu trần làm vui. Còn bốn cõi á, là cõi dục giới ác, có nghĩa là tâm liên quan đến tham sân si, và họ chịu quả báo rất là đau khổ do mình làm mình chịu, có nghĩa là kết quả của những việc làm ở trong kiếp trước đó. Thì đó là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Asura, tức là Atula đó, là bốn cõi, 11 cõi dục giới, trong đó có 7 cõi thiện và 4 cõi ác. Và sắc giới á, là chúng sanh đang hướng về bốn thiền, có nghĩa là người ta ngán này, đi trong cõi ta bà giống hệt như là ăn cơm nếp, riết rồi ngán này, người ta muốn ăn cái gì nó thanh tao hơn. Đi trong cõi ta bà, người ta mới nhìn cái thỏa mãn của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, là thỏa mãn của lục dục á. Cuối cùng người ta không thỏa mãn được. Có nghĩa là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, dục càng uống càng khát, càng khát càng muốn uống, càng uống càng đắng khổ hơn. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy. Cho nên á, dục là lấy đối tượng của căn làm thỏa mãn cái mong ước, mong muốn của mình. Và cuối cùng người ta không thỏa mãn mà người ta sầu thương oán giận, người ta ra đi ở trong những cõi sanh tử luân hồi. Do đó người ta phát tâm, người ta rời khỏi cõi dục, thì bắt đầu người ta mới quay lại với tứ thiền. Người tu tập tứ thiền là người phát tâm rời khỏi cõi dục, đó là thiền sắc giới. Thiền sắc giới á, thì là gồm có 16 cõi, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Có nghĩa là cái người đầu tiên ly dục ở cảnh giới thô, ở vào được sơ thiền và từ từ tăng lên, tịnh chỉ tầm tứ, chứng tầng thiền thứ hai, cảm giác hỷ lạc do định sanh không tầm không tướng, nội tỉnh nhất tâm đó, vân vân. Quý vị vào cái bài kinh đó, gọi là kinh nhập tức sức tức niệm, đó là bài kinh tiếng Bali gọi là Anapanasati, thì bài kinh đó sẽ nói rõ về bốn cái tầng thiền định và 16 cảnh giới chúng ta sanh ra, là 16 cảnh giới cõi trời. Và cuối cùng á, là ta hướng tâm về định của tâm. Định của tâm á, thì có bốn cảnh giới trời và năm cảnh giới định, đó là định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng tưởng xứ, và diệt thọ tưởng định. Năm cảnh giới định và bốn cảnh giới trời, như vậy thì có tổng cộng hết chân là 31 cõi sống ở trong những nẻo sanh tử luân hồi, không có Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc nằm ở cõi Phật quốc độ, cho nên không xếp vào ở trong cảnh đối tượng của căn. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là Bồ Tát đi đâu? Bồ Tát đi ở trong những nẻo sanh tử luân hồi. Tại vì sanh tử luân hồi chúng sanh khổ. Chúng sanh khổ có hai cái khổ. Chúng sanh khổ thứ nhất là khổ thân. Khổ thứ hai là khổ tâm. Chúng sanh có hai cái khổ thôi. Cái khổ tâm là khổ không có tu, không có được giác ngộ. Còn khổ của thân là không có phước. Tức là cái khổ của thân là đang tố cáo chúng ta thiếu phước. Chúng ta khổ thân rất là nhiều. Còn mà chúng ta khổ tâm là đang tố cáo chúng ta thiếu tu. Cái người nào mà khổ tâm là đang tự tố cáo mình thiếu tu. Còn người nào đang khổ thân là tố cáo với thiên hạ là mình thiếu phước. Do đó ai mà than mình khổ, mình hỏi khổ gì, là tôi khổ thân cực nhọc quá, không có tiền bạc, thân xấu xí, ốm đau bệnh hoạn quá trời quá đất, biết ông thiếu phước rồi ông ơi. Còn mà nói lại giờ á, tâm rối bời chứ buồn thương hờn giận ghét ghen tham sân si, mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng si, xỉm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi, thì biết ông thiếu tu rồi đó. Ông ấy bị các cái kiết sử triền cái nó hoành hành ở trong tâm của ông á.
Cho nên đó, Bồ Tát á, đi đến đây á, cứu khổ chúng sanh là khai tâm mở trí chúng sanh, gọi là giác chúng sanh hữu tình. Nhưng mà tại sao Bồ Tát đi đến đây á, quý vị thấy vô số những vị á, đi phát gạo, đi phát mì, các nhà trị bệnh giúp đỡ người ta, đó là phương tiện Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo để tiếp cận với chúng sanh. Thông qua phương tiện đó dễ dàng đưa chúng sanh đi đến khai tâm mở trí. Chứ cái gốc của vấn đề á, là khai tâm mở trí. Ví dụ như ông thầy cũng vậy nữa. Ví dụ một cái vị thầy đi tu á, gốc vấn đề là hành giáo pháp của nhà Phật để đi đến cảnh giới giác ngộ giải thoát. Tức là cái gốc vấn đề nằm ở đó. Nhưng mà tại sao thấy ông thầy ông đi cúng, ông thầy đi từ thiện, ông thầy đi dạy pháp vân vân. Quý vị, có hai vấn đề. Thứ nhất là bổn nguyện, thứ hai là vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Có người á, là bổn nguyện chưa đủ lòng từ nhưng người ta do nguyện lực á. Ví dụ như á, ta nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Có nghĩa là người ta đang nguyện lực để ta làm chuyện đó. Cái thứ hai nữa là người ta do tâm lực từ bi. Cái nghĩa là vì lòng từ bi, bi mẫn thương yêu chúng sanh mà người ta làm, chúng ta không có cái gì khác chứ nhá. Ví dụ như thấy người ta thương cứu giúp thôi, đó lòng từ bi đó. Nên á, từ á, là thấy người ta khổ thương, bi á, thấy người ta khổ cứu giúp. Nên Bồ Tát nào cũng vậy, từ Bồ Tát nhân tới Bồ Tát quả, ít nhiều cũng có lòng từ bi mới gọi là Bồ Tát. Chứ mình mà Bồ Tát không có lòng từ bi thì gọi là Bồ Tạt. Gặp ai mình cũng tạt, hiểu không? Làm cho chúng sanh đau khổ. Còn Bồ Tát có lòng từ bi á, gặp ai cũng thương, gặp ai cũng cứu giúp. Cho nên ai đứng gần Bồ Tát, sự chở che của Bồ Tát, thì người đó sẽ được ấm lòng, sẽ được mát dạ. Quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là một cái vị Bồ Tát quả vì nguyện lực mà cứu khổ chúng sanh, vì lòng từ bi, bi mẫn thương yêu mà cứu khổ chúng sanh, đó là một vị Bồ Tát quả. Còn một vị Bồ Tát nhân, tâm nguyện để cứu khổ chúng sanh và lòng từ bi để cứu khổ chúng sanh cũng giống nhau à. Nhưng mà cái lòng của mình đó, nó lớn hoặc là nhỏ, cái nguyện lực của mình đó, nó rộng hay là hẹp. Do đó mà có Bồ Tát, có Ma Ha Tát. Ví dụ như Bồ Tát là một vị Bồ Tát tâm lượng bình thường, còn Ma Ha Tát là vị đại Bồ Tát. Cái chữ Ma Ha đó là trong tiếng Pali hoặc tiếng Sanskrit á, chữ Maha là to, là lớn. Ví dụ như á, mình hồi nãy mình đọc cái bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Có nghĩa là chữ Maha nghĩa là chữ rộng lớn vậy đó. Cho nên á, một cái vị á, mà tu tập rồi á, vừa tu tập mà vừa đi độ sanh đó, đó là một vị Bồ Tát nhân. Cho nên trên đường Bồ Tát nhân đi là sẽ chứng quả trên con đường Bồ Tát. Do đó mà quý vị á, là thấy rằng á, là Bồ Tát có 52 quả vị. Chứ thực ra 52 quả vị này không phải là quả vị chứng của Bồ Tát, mà tu để chứng đắc quả vị khai tâm mở trí trên bước đường công hạnh đó. Do đó mà có Bồ Tát thập tính nè, Bồ Tát thập trụ nè, Bồ Tát thập hạnh nè, Bồ Tát thập hồi hướng nè, Bồ Tát thập địa, Bồ Tát diệu giác, đẳng giác, là 52 cấp bậc khác nhau. Thì ở trong đó, ví dụ như chúng ta đến cấp bậc thứ 3, cái này là cấp bậc 10 cấp bậc đầu, 10 cấp bậc thứ 2, tới cấp bậc thứ 3 là bắt đầu người ta vào chứng vào các cái quả vị của hàng quả vị của để khai tâm mở trí. Có nghĩa là khai tâm mở trí á, thì là có những cái quả vị mà tiêu diệt những cái tâm tâm phàm phu của mình á. Cái quả vị tu chứng ở đây đó quý vị, không có phải là có cái quả để người ta tu, mà quả vị tu chứng đây á, thì là Đức Phật ngài mới lấy cái mốc á, là ví dụ như hồi nào tới giờ á, là mình đau khổ bởi các cái cảnh giới. Đau khổ nhất á, thì có 4 cái cảnh giới, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Như vậy thì tâm nào để chúng ta đọa vào trong 4 cái cảnh giới ác đó, thì bây giờ đoạn trừ hết tâm đó, thì từ đó về sau vĩnh viễn không còn đọa vào con đường ác đạo nữa.
thì chính cái vĩnh viễn về sau không đoạn đường ác đạo đó thì người đó chứng được sơ quả. Cái sơ quả không phải là quả chứng mà là cái mốc, cái mốc không đọa vào con đường ác đạo, từ đó sao không bao giờ đọa nữa, mãi mãi luôn không bao giờ đọa được, thì người đó chứng vào sơ quả. Như vậy đó thì ở trong kinh đó, nói về hàng tứ thánh là bốn quả vị thánh đó, là sơ quả Tu Đà Hoàng đó, là ở trong tâm mình đoạn trừ ba cái kiết sử, có nghĩa là ba cái loại trói buộc tâm mình, là đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Ba cái loại trói buộc tâm mình, nếu ai còn ba cái loại tâm này thì người đó thường hay ra vào trong bốn cõi ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nếu mà chúng ta chấm dứt ba cái tâm này thì người đó vĩnh viễn không bao giờ đi vào bốn con đường ác đó nữa. Nếu có đi qua đi lại đi tới đi lui nhưng không ghé bốn nơi đó, bốn nơi đó là chấm dứt, không đi bốn nơi đó nữa, thì chính chấm dứt bốn cái nơi đó đó là cái mốc để nói lên đó là sơ quả. Chứ thực ra đây không có quả chứng, mà là cái mốc không còn tâm nào để kéo vào trong bốn cảnh giới đó. Có nghĩa là chúng ta đoạn được ba hạ phần kiết sử, thì chính ba hạ phần kiết sử này lôi chúng ta vào bốn cảnh giới, thường xuyên lôi vào bốn cảnh giới. Đó là thân kiến, đó là nghi, đó là giới cấm thủ. Đó là ba cái loại tâm. Vậy thân kiến là gì? Thân kiến là một loại tà kiến khi chúng ta nhận biết về thân của mình. Ví dụ như mình nhìn thấy thân của mình, mình thấy sao? Thân mình đẹp dễ sợ ha. Thân mình nó sống hoài, sống dai, sống hoài, sống mãi ha. Thân mình rất đẹp, thân mình rất khỏe ha. Thân mình đó như ngọc như ngà ha. Nên có câu á là nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, không lo tu uổng kiếp phù sinh. Vì không? Có nghĩa là mình nghĩ á cái thân mình là kim chi ngọc diệp. Kim chi á là cành vàng, ngọc diệp là cái lá ngọc. Mà quý vị đó biết là cành vàng 24 mà cara mà vàng cấp này nó giọt lên giá nữa chứ. Tự nhiên á ở tờ báo nào nói là vàng lên giá điên loạn vậy đó, là không biết lên nhiêu á mà là thầy không có quan tâm. À, nên có nhiều người là thầy vàng lên giá quá trời rồi thầy ơi, sao giờ thầy nói không có quan tâm, ăn chay không có quan tâm vàng lên giá. Người nào có vàng mới quan tâm, mình đâu có miếng nào đâu quan tâm làm gì. Không có thì mua vô bán ra, không có tiền mua vô không có vàng bán ra, quan tâm làm gì cho mệt. Hiểu không? Ai có tiền mua vô, ai có vàng bán ra thì người đó quan tâm, còn mình không có tiền mua vô không có vàng bán ra thôi quan tâm làm gì cho nó mệt. Hiểu không? Vàng lên giá chứ mấy thầy tỉnh bơ à, không có ai gọi là nhúc nhích gì hết trơn á. Đâu có tiền mua vô mà cũng đâu có vàng bán ra đâu, nhúc nhích làm gì cho mệt. Hiểu không? Cho nên nhưng mà vàng vẫn là quý. Cho nên mình nghĩ á, cái thân mình á như là cái cành vàng. Cho nên á chúng ta quý nó dữ lắm. Ai đụng tới cái nổi sân, phải không? Rồi á là ai làm gì cái á là mình buồn, hoặc mỗi khi cành vàng mà vàng nó đóng ten á cái mình buồn lắm, vàng đóng ten như là tàn nhang đổ đắp lên nó gọi là vàng đóng ten đó, phải không? Đó, bắt đầu gọi là vàng cũ nè. Vàng á là bị chân chim rồi ha, vàng bị còm lưng rồi ha, vàng bị bạc tóc rồi ha. Rồi là cũng buồn cũng khổ. Cho nên quý vị đó là một loại tà kiến của thân, nên gọi là thân kiến. Cho đến khi nào mà chúng ta học về kinh Tứ Thánh Đế, chúng ta mới biết được là nguyên nhân nào để gây ra đau khổ tất cả chúng sanh, và thân của mình đó cấu tạo như thế nào, đất nước gió lửa cấu tạo thân thế nào, và thân của mình bị chi phối bởi cái gì. Chi phối bởi luật nhân quả nghiệp báo, chi phối là bởi nhân duyên hợp tan, chi phối bởi luật vô thường, chi phối là bởi cái vô ngã tướng của tất cả các pháp. Thân mình luôn luôn nào cũng thay đổi chứ á, từ trẻ cho tới già, từ có rồi lại mất, từ khỏe cho đến bệnh. Như vậy thì thân của mình nó là bản chất là vậy, nên cái thân mình nó không có bền, không có chắc. Đẹp chỉ đẹp cũng có một thời gian à. Quý vị đau thử coi, ví dụ như mình 40-50 tuổi, 50-60 tuổi, da mặt mình nó dụng đồng đi căng hơn, căng thời gian à nó cũng hết căng được à. Căng tới chừng 70-80 tuổi, tới 80 căng hết được, căng nó nhão nhạch rồi hết căng này, thấy không? Còn nhỏ nhỏ căng, có nghĩa là không có gì làm mãi mãi hết á, nó chỉ có một thời à. Như vậy đó có nghĩa là gì? Đó là duyên hợp duyên tan đó. Mình ngộ được cái thân của mình là tứ đại chủng hợp thành, và nó hợp nó tan, nó hợp lại thành mình và tan rã ra.
Do đó mà chúng ta nói là cái thân này là thân vô thường, thân này là thân tạm bợ phù du. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên đó quý vị, dầu cho nó bị như thế nào nữa, mình cũng không có khổ, không có đau. Cái đó gọi là đạo lực đó. Đạo lực trước khi cái sự tan rã hay thành tựu hay là biến động của thân này, mình thấy nó rất là bình thường. Tại nó đâu phải của mình đâu. Tại tinh cha huyết mẹ hợp thành, sanh ra rồi chúng ta mới mượn đất nước gió lửa rau củ quả bên ngoài ăn vô rồi lớn lên thôi. Chứ không có gì là của mình chứ á. Mình chỉ có cái tâm và nghiệp đi đến đây á, nhảy vô đó một cái thôi à, chứ mình đâu có cái thân đâu. Thân này của cha của mẹ, tinh cha huyết mẹ và đất nước gió lửa bên ngoài như rau củ quả vật thực ăn uống đi vô, mượn ở bên ngoài đi lên, mượn cha mẹ lên, chứ mình đến đây có thân đâu. Như vậy thì tại sao mỗi khi cái thân mình nó bị sao mình buồn dữ vậy? Trời ơi, nhất là phụ nữ mà già cái một là hết hồn hết vía liền à. Cho nên nó gọi là làm gì làm nha, tôi chả có sợ gì, chả có sợ gì, nói lái là chỉ có sợ già, hiểu không? Do đó quý vị làm ai chê già cái buồn dễ sợ luôn á, buồn sao buồn sát, buồn nát con tim luôn à. Nhưng mà ai khen á là mình thích. Là tại sao? Tại vì mình hy vọng là cái thân của mình nó khỏe mạnh hoài, nó trẻ đẹp hoài, nó mạnh khỏe hoài, nó sống hoài, vân vân. Nhưng mà nó có đẹp hoài không? Nhìn đi, về soi gương đi, hiểu không? Ai mà con số lớn lớn chút về soi gương đi, coi nữ nó làm sao. Bắt đầu thấy tóc nó bạc, răng nó rụng, mắt nó mờ, da nó nhăn, bắt đầu thấy từ từ. Cho nên một bậc đại trí thấy cộng tóc bạc thì người ta tu đó, quý vị. Còn mình mà bạc nguyên mái đầu chưa chắc cả nha. Còn ta giật mình, ta thấy cái răng rụng ta giật mình, thấy mái tóc bạc ta giật mình, thấy cái da nhăn ta giật mình, thấy một cơn đau thôi là ta giật mình liền. Là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, ta giật mình, ta quay gót chở chân cho kịp đò chiều liền. Chứ không thôi tu sao kịp à, quý vị. Cho nên đó là ta nhìn ta giật mình, cái đó là những gì? Tiếng chuông cảnh tỉnh đó. À, chuông nằm đâu? Nằm thân của mình nè à. Chứ nằm đâu? Mắt mà mờ mờ cùng đá cùng nước, mây đen mây thịt à, cận thị lộn thị diễn thị là biết rồi, nó sắp rồi đó ha, thấy không? Cái lưng mình cong 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 là biết rồi đó ha, còn chân đi mà quanh niền rồi ha, lên cầu thang mà đi mỏi đi không nổi ha. Thầy mới về dưới quê thầy nè à, có bà chị là thầy ơi thầy, sao mà mỗi lần á ginh đồ không sao, bữa hổm á ginh thao đồ vừa ginh lên nó cụp tấm lưng tới giờ sàn sàn đi không nổi, giờ nó tê luôn từ trên tới tê dài xuống. Sao nhỏ lớn không có bị mà giờ bị kỳ quá. Hồi nhỏ tới giờ không có bị, bây giờ bị kỳ quá. Hôm nay nhiêu rồi, nay 61 chứ nhiêu à, 61 có bị rồi đó, hiểu không à. Chứ người ta tính đầu 91 nó mới bị hả, 61 cũng bị như thường, nó già rồi, nó lão quá từ từ à, quý vị. Cho nên đó, cái đó là tiếng chuông cảnh tỉnh người đời đó nha. Cái mái tóc bạc cái ren 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 à, cái môi thấy thâm kim cái ren 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 ren, con mắt mờ cái ren 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 ren, mỗi khi bệnh mà uống thuốc cái là nó ren ren, mỗi khi cầm thuốc lên đầu nó rung chuông dữ lắm ha. Thuốc mà cầm nhiều chừng nào nó rung chuông chừng đấy đó nghe, nó là gần rồi đó ấy ơi, gần rồi đó ấy ơi, nó kêu kêu liên tục đó quý vị. Người ta uống thuốc á thì người ta hy vọng là mình sống mãi. Nhưng cái người trí ta nhìn lên đống thuốc là biết sức khỏe làm sao, nó mới uống thuốc vậy đó. Chứ mà sức khỏe ngon đâu uống thuốc nhiều vậy. Cho nên ai mà cái tai mang, cái tai nãy kè kè, thấy không? Tưởng đâu vàng bạc ai già thuốc không á. Người ta đi đâu cũng mang á, mang tay kè 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 đó. Mấy ông mà đi ngoài đường ổng tính giật vàng nữa không? Không có đâu. Mai mốt nó lạng tới là thuốc, thuốc. Nó biết trước nha. Nó là thuốc chứ không phải vàng đâu. Tụi bay đừng giật thuốc. Ở trong thuốc không à. Cho nên đó quý vị có giật mấy người trẻ trẻ, chứ già toàn là thuốc không à. Trẻ trẻ mới có vàng có bạc ở trong ha. Cho nên chúng ta mới thấy là cái ngưỡng, cái ngưỡng của mà đọa vào trong bốn cảnh giới ác, có nghĩa là bốn cảnh giới đau khổ đó, thì gồm có ba cái tâm. Thân kiến là kiến chấp vào thân của mình cho nó tồn tại hoài hoài mãi mãi. Thứ hai, nghi. Nghi nghĩa là gì? Là không sáng suốt giải trình đúng một vấn đề. Tâm không có sáng suốt để giải trình vấn đề, nghi nó thiếu hai phần. Một phần á là trí tuệ thế gian, một phần trí tuệ xuất thế gian, hai cái đó thiếu. Cho nên đó quý vị, chúng ta phải giải quyết hai cái đó. Mà trí tuệ thế gian á thì nó gồm có hai phần. Một phần là do quả báo trong kiếp trước sanh ra thông minh sáng suốt, một phần á là do học mà có.
Cho nên trí tuệ thế gian nó có hai phần. Một phần á, là do phước trong đời trước. Có người á, ở trong đời trước ta in kinh sách Ấn Tống, lại Phật, niệm Phật, ngồi thiền, tu hạnh tĩnh lặng, lòng từ bi đó. Qua kiếp sau họ thông minh sáng suốt dữ lắm. Mới sanh ra là thấy nó thông minh, thấy tướng cái mặt đó là biết thông minh, sáng lên như đèn pin. Còn mà không thôi sanh ra tối hù, gặp mà người ta tụng kinh đồ chề môi đồ ha, rồi mà thấy người ta học giáo lý đồ cho tối ngày ha, thấy người ta tụng kinh đồ khi dễ là tối ngày đọc đi đọc lại, có nhiêu đó đọc hoài ha, chết. Ông qua kiếp sau ông u cho mà coi, hiểu không? Tức là quả báo. Cho nên đó quý vị, ta gieo duyên lành với nhà Phật để chi? Để khai tâm mở trí kiếp sau. Nhất là chúng ta tu tập theo giáo lý nhà Phật, học giáo lý nhà Phật, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Cho nên những người nào ta học giáo lý, người ta tu tập các cái hạnh thanh tịnh đó, mình không tán thán thì thôi chứ đừng có chê bai người ta. À, quý vị, những người ta lại Phật đó, có nhiều người cười chứ ơi, lại cắt đá xi măng không, rồi ông này qua mà kiếp sau cái một là người ta học năm hai ba lớp, ông học lớp hai ba năm chắc chắn luôn, quả báo. Người ta học giáo lý nhà Phật, ta lại Phật, nhân duyên của trí tuệ. Tại Đức Phật là Đức Đại Y Vương, là bậc trí tuệ đệ nhất trong thiên hạ. Cho nên chúng ta lại Ngài, ta gieo duyên lành cái trí tuệ đó, lại Phật kiết rồi sáng ra. Cho nên người nào mà lại Phật thường mặn sáng giới à. Còn mà người nào mà gặp Phật đứng sổng lưng không lại không xá, trên ghế mặn tối thui, tối hù à, không hiểu không? Cho nên nhìn mặt biết có lại Phật không, nhìn mặt biết có niệm Phật không, nhìn mặt là biết có ngồi thiền không, nhìn mặt biết có tụng kinh có tu không, là thấy biết liền à. Cho nên á, nhằm khi cái da mình thì trắng xích kem, những mặt mình tối hư thui à, là thần thái. Có nghĩa là nó cái thần thái nó toát ra từ cái tuệ của thế gian, rồi tuệ sức thế gian. Cái người nào trí tuệ nhiều á, cái mặt sáng ra. Người nào mà không có trí tuệ mặt tối thui lại, phải không? Trí tuệ thế gian á là do học mà có, do phước mà sanh. Phước là trong kiếp trước á, in kinh sách Ấn Tống, lại Phật, đọc kinh, tu thiền, tu tịnh, tịnh tâm, từ bi hỷ xả, xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, kiếp sau thông minh trí tuệ sáng suốt. Đó quý vị, quả báo. Nên một người nào sanh ra quý vị á, là cha mẹ không có sanh được cái này đâu, mà phước nó mới sanh được. Cha mẹ chỉ sanh được cái thân này thôi, phước nó mới sanh được cái tâm của mình. À, quý vị, cho nên nhầm khi mà cha mẹ rất là u ngờ luôn mà con rất là thông minh. À, quý vị, có thấy không? Có thấy không? Con là thi học sinh giỏi đầu này nọ, cha mẹ rầu luôn, nhìn là thấy rầu luôn. Đó rồi quý vị thấy không? Tức là phước của người ta đó. Rồi á, quý vị biết á, là một cái người mà nghi có nghĩa là không đủ trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian do kiếp trước mà sanh, trí tuệ thế gian do học kiếp này mà có. Cho nên người nào mà mày mò học tập, có thể học ở lớp, ở trường, có thể học ở nhà, có thể học bạn bè, có thể học qua internet, có thể học ra quan sát thế gian thôi. Có nghĩa là tâm học, tâm muốn học. Tâm muốn học là tâm là người học trò. Cái người nào có tâm là người học trò thì cái người đó sẽ là sáng suốt thông minh lên. Đó là người học trò. Tức là tâm của một sĩ hiền đó là người học trò. Tâm người học trò là gì? Là người nào gặp cái gì cũng muốn học, là tâm người học trò. Còn cái người tâm của ông thầy giáo, ai có tâm thầy giáo á, là cái ông đó không có thông minh. Là tại sao? Nói một cách đơn giản thôi nha. Một người biết một, biết một, biết một, biết một. Như vậy có 10 người biết một, đúng không? Ai cũng nói mình giỏi mình hay, không học ai, nhưng có người học, học hết chính ông kia. Cái người học chính ông kia đó thì người đó cuối cùng tốt nghiệp ra trường biết 10. Còn chính ông kia ông biết có một à, trừ lại thua học trò mình tới 9 lần. Do đó học trò mình trở thành thầy. Cho nên một người học trò mới là người thầy thật sự, chứ không phải là người thầy là một thầy thật sự. Một người thầy thật sự là một người học trò thật sự. Nên cái người nào mà chịu bỏ ra học thời gian sau làm thầy. Còn người nào mà dạy không á, mà không có cập nhật kiến thức mà không học á, thì trở thành trò của học trò của mình. Cho nên á, quý vị gọi là sống sau dồ sống trước á. À, nếu sống trước mà không có học là sống trước nó sẽ đi lại phía sau. À, sống sau nhảy ra sống trước. À, cho nên đó quý vị á, che tàn à, măng mọc mà. Rồi á, cái à, thứ ba á, là giới cấm thủ. Giới cấm thủ nghĩa là gì? Một cái vấn đề mà chúng ta không có suy tư suy nghĩ đúng sai, làm đại làm càng nha.
Ví dụ như những cái gì mà người ta quy định, những cái gì người ta vô khuôn phép ta làm gì đó, không cần suy nghĩ hết trơn á. Cái gì trước đây đã quy định rồi cứ làm theo. Nhưng mà quý vị biết thế giới vô thường thay đổi. Trước đây đúng, bây giờ có đúng đâu. Hoặc nước này đúng, nước kia có đúng đâu. Đi qua Mỹ thấy vậy, đây áp dụng y như vậy. Hoặc là Việt Nam mình áp dụng vậy, qua cái nước khác áp dụng y như vậy là mình chết. Đấy không quý vị? Thấy không? Thì có cái ông kia quen với một người quen nữa. Hôm qua bên Mỹ ông bị bắt bệnh á, ông 60 mấy tuổi rồi. Đi qua bệnh tắm cho cháu nội thôi đó mà bị bắt á. À, mình hay mấy đứa nhỏ ra đè xuống tắm với sói, rồi qua bển đâu có được, không có gì. Qua bển nó vô học với cô giáo là ông nội tắm mà kỳ cọ sao bắt luôn ở tù. Có gì không? Đấy có một cái sự việc mà nhầm khi á, ở nơi này là nó như vậy nhưng nơi khác nó không phải là như vậy. Cho nên chúng ta cái gì chúng ta cũng phải tìm hiểu nó đúng nó sai ở từng nơi từng chốn, chứ không phải ta quy định sao làm gặp khuôn y vậy hả? À, hồi xưa làm sao giờ làm vậy à? Quý vị. Cho nên á, truyền thống vẫn là truyền thống, nhưng mà có những cái truyền thống nó mang giá trị văn hóa đạo đức thì người ta giữ lại, còn có những truyền thống không phù hợp thì người ta thay đổi. À, gọi là hủ tục. Hủ tục là những truyền thống nó không phải là sai mà nó không phù hợp tới giờ nữa. Bây giờ không phù hợp, đợi giờ không phù hợp, chúng ta áp dụng có thể bị ảnh hưởng xấu tới bây giờ. Nhưng mà hồi xưa nó không có xấu, nhưng mà bây giờ nè, áp dụng vô nó sẽ ảnh hưởng xấu. Ví dụ gì đó, ví dụ như á, những cái lễ hội mà chém chặt mấy con vật á, để mua vui. Bây giờ xã hội văn minh á, người ta có lòng thương yêu và người ta còn bảo vệ các con vật nữa, sao bây giờ mình chém mình chặt người ta? Do đó người ta chuyển qua một cái khác, chứ người ta vẫn giữ lễ hội như vậy, nhưng mà ta không chém không chặt nữa mà cho nó đua nhau hoặc cái gì đó, nó cũng giữ được cái vui đó, mà cái truyền thống vẫn giữ, nhưng người ta thay đổi cho nó phù hợp với ngày hôm nay. Thì người nào mà biết suy nghĩ, biết thức thời gì đó quý vị, là họ sẽ vượt qua được cái giới cấm thủ. Cho nên từ đó về sau họ khai tâm mở trí, đó gọi là chánh chi kiến, nhìn chính xác một vấn đề. Chi là biết, kiến là thấy. Thấy biết chính xác vấn đề y như nó là, chứ mình chưa có làm được đâu. Thấy biết như y như nó là thôi, thì người đó không đọa vào trong bốn cái nơi mà đau khổ nữa. Thì cái ngưỡng cửa mà mình không đọa vào bốn cái nơi đau khổ này nữa đó, thì đó gọi là sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên một Bồ Tát nhân, Bồ Tát nhân là một vị đang tu hành với hạnh nguyện của Bồ Tát, đúng không? Là đang tu hành để hành nguyện Bồ Tát thì gọi là Bồ Tát nhân. Bồ Tát nhân nghĩa là gì? Là người ta vừa mà tu mà vừa khai thị cho người ta, vừa giúp đời ở trên con đường khai tâm mở trí. Bây giờ ví dụ như nói mình tu mà là mình biết cái gì mà mình khai tâm mở trí cho người ta. Có những người chỉ trích, đúng không? Có người chỉ trích nói là một người mù mà đi dẫn một người khiếm thị là không thấy đường, thì hai người lọt xuống hố hết. Người ta nói vậy đó quý vị. Nhưng người này sai, không có đúng. Tại vì sao sai? Chúng ta là tuy là không thấy đường, nhưng mà chúng ta có con đường của Đức Phật chứ không phải con đường của mình đi. Con đường của Đức Phật đã định sẵn, chúng ta trên con đường Đức Phật chúng ta đi, ta dẫn người khác trên con đường của Đức Phật, gọi là Ariya Magga, là đường đạo cao thượng. Nên nhiệm vụ của một vị Bồ Tát nhân á, là phải học giáo pháp cho rõ ràng, cho hiểu với hai hình thức. Hình thức là hiểu về lý luận của giáo pháp, tức là hiểu về triết học của Phật giáo. Cái thứ hai nữa là phải có tu, phải có tu tập để làm chi? Để kiểm chứng lại những gì mà chúng ta đã học. Từ đó chúng ta đem hai cái đó, chúng ta đem đi truyền bá thì nó chính xác hơn và gần gũi hơn. Còn ví dụ như chúng ta học không á quý vị, thì khi mà đi khai tâm mở trí hoặc truyền bá chánh pháp cho chúng sanh á, thì nó bị mai một là vì lý do chúng ta thiên về lý thuyết, nhưng trên thực tế người ta làm không có được. Có những cái lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế của người đó làm không có được. Mà nếu họ làm không được trên thực tế thì lý thuyết mình coi như bằng không rồi. Mình dạy cho người ta lý thuyết hay quá, người ta làm không được thì cái như không có làm được gì đâu. Dạy cho người ta làm nhưng mà người ta làm không được, như vậy là người đó, tại sao dạy cho người ta làm không được, là người đó không có thực hành. Cho nên họ không có biết pháp hành.
không biết pháp hành. Thứ nhất là họ dạy lý thuyết, không dạy theo logic mà dạy lộn lạo. Ví dụ có 10 điều họ dạy hết 10 điều, chứ không phải là dạy bằng phương pháp bắt cầu. Có nghĩa là có những giáo pháp nhà Phật phải có A mới có B mới có C mới có D. Đằng này họ học lý thuyết không à, cũng có đủ hết 10 mục, nhưng mà không phải là có A tới có B, mà ông dạy A tới ông dạy D, dạy D là ông tới dạy C, dạy C ông mới tới dạy F ở đằng sau á quý vị. Cho nên khi nhìn vào đó thấy đủ giáo lý hết trơn á, nhưng mà đi đi không được. Tại vì á, trên con đường đi nó phải có A mới có B mới có C. Ví dụ như á, thất bồ đề phần. Ví dụ như thất bồ đề phần phải không? Là chúng ta á, là từ niệm giác chi, tức là về thiền quán. Từ thiền quán á, chúng ta mới hiểu, hiểu mới phân tích được tất cả các pháp mới là trạch pháp. Ví dụ gì đó. Còn bây giờ, ví dụ như chúng ta không có thực hành á, thì mình không có biết là chúng ta đạt tới cái này, tới cái kia, tới cái nọ. Có một cái vị á, lại nói với thầy là thầy con tu thiền, mà bây giờ á, con tu thiền mà con á, là không có vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, con đi thẳng con ngọc, con đi tới tứ thiền luôn. Cái là ông tu làm sao ông vào được tứ thiền, hiểu không? Đó, ông là ông tu nào thiền, ông là ông tu tứ thiền, xả niệm thanh tịnh đúng không? Tức là ví dụ như á, tứ thiền là xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh. Ông là ông ngồi thiền hít thở rộn, xả niệm cái thanh tịnh vô tứ thiền. Không phải à, quý vị, tứ thiền là phải từ tam thiền. Tại vì á, thiền định không phải là nhập sức, mà thiền định là do sanh tâm và bỏ tâm mà thôi. Bây giờ ví dụ như á, ở một cái tâm trên một cái đối tượng của thiền samatha đi, ở tâm trên một cái đối tượng thì chúng ta trụ vào cái đối tượng đó lâu chừng nào thì bắt đầu á, nó đủ cái độ đối cảnh, nó sẽ sanh ra một năm cái dạng tâm. Đó là tâm, là tứ, là hỷ, là lạc, là định. Có năm cái loại tâm sở sanh ra. Và khi chúng ta trụ lâu trong trọng đó thì có một loại tâm sở không cần thiết nữa, đó là tầm. Tầm là tầm cầu. Nhưng mà chúng ta đã trụ ở trong đối tượng rồi thì tầm cầu chi nữa. Bây giờ chúng ta không có biết đối tượng đó, chúng ta tầm cầu từ một nơi này đến cái đối tượng đó, phải không? Tứ là tư sát. Tứ là tư sát là không rời khỏi đối tượng. Tầm cầu là đưa tâm về cái đối tượng. Nhưng mà chúng ta đã đưa tâm về đối tượng rồi và đã định tâm được trên đối tượng nên tầm cầu không cần nữa. Do chúng ta khởi tâm không cần cái tầm cầu đó nữa mà chúng ta vẫn định được trên đối tượng nên vào được là nhị thiền. Nhị thiền á là ta bỏ tầm. Tam thiền ta bỏ tứ. Ví dụ như đó, là tại sao phải bỏ? Là tại vì nó không cần thiết nữa. Khi mà ta định sâu á, cái đó ở lại không làm gì hết. Cho nên á, ta bỏ cái đó, ta định sâu hơn. Như vậy khi nhập định sâu hơn thì người ta bỏ đó, bỏ đó mới lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó là vậy đó. Quý vị hình dung vấn đề không? Ví dụ như chúng ta định đó một thời gian xong á thì đối cảnh tâm mình nó sanh ra. Thì đối với một cái cảnh là đề mục á thì tâm mình nó đủ cái độ tập trung, tâm mình sẽ sanh ra được năm cái loại tâm sở, đó là tâm, là tứ, là hỷ, là lạc, là định. Như vậy thì khi mà chúng ta định sâu hơn nữa thì một cái tâm sở đó không cần thiết, người ta mới bỏ đi, người ta mới vào nhị thiền. Tâm sở thứ hai không cần thiết, bỏ đi vào tâm thiền. Tâm sở ba bỏ đi vào tứ thiền vậy đó. Như vậy thì chúng ta muốn vào được tứ thiền phải qua tam thiền, muốn vào được tam thiền phải qua nhị thiền, vào được nhị thiền phải qua sơ thiền. Quý vị hiểu không? Mày muốn vào được sơ thiền phải định tâm trên một đối tượng, mà đối tượng đó gọi là cái đối tượng chế định. Đối tượng chế định nghĩa là gì? Mình đặt ra cái đối tượng đó. Nói mình đặt ra chứ thực ra là Phật Ngài thấy biết được cái đối tượng đó dễ dàng đi vào trong định, nên Đức Phật đã đặt ra các cái đề mục thiền định để cho đệ tử Phật là con người tu tập. Nhưng mà Đức Phật về cõi trời, Đức Phật không có dạy giống vậy, Đức Phật dạy khác. Tại vì căn của cõi trời khác nhau. Ví dụ như ha, mình dạy ở cõi trời mình dạy quán thân trên thân đi. Nhưng mà ở cõi trời á là phi tưởng này không có thân. Hoặc là ở cõi trời á là quán tưởng từ bi. Ví dụ như á là về quán từ bi, ở cõi người mình quán từ bi, nhưng mà lên tới cõi trời vô tưởng không dạy được quán từ bi. Tại quán từ bi thông qua tưởng, nhưng mà cõi trời đó cõi trời vô tưởng không có tưởng. Tức là chúng sanh đó không có tưởng, mà ai có tưởng mới quán được từ bi. Quán từ bi bằng tưởng, có nghĩa là chúng ta dùng tưởng để quán từ bi, mà cõi trời vô tưởng không dạy được, dùng phương pháp đó không được. Quý vị hiểu không? Cho nên á tùy vào cõi mà có cái gì thì Đức Phật sẽ dạy lấy cái căn đó mà tu, chứ không phải là giáo pháp nhà Phật áp dụng được tất cả các cõi là không phải đâu.
À, quý vị, nói như vậy có nghĩa là ai ở cõi ta bà này căn cơ thông lợi về cái gì thì cái người thầy á biết cái đó mới cho đệ tử mình tu đúng cái sở trường của người đệ tử đó, thì người ta mau đắc dữ lắm. Còn bây giờ chúng ta một thầy dạy cả ngàn học trò hoặc nhiều hơn nữa thì không thể nào chỉ cặn kẽ vậy được, thì lúc đó phải có sự tương tác giữa trò và thầy để mình tự mình hiểu hết các con đường đi đó và mình tìm cho mình một cái. Là tại sao? Là tại vì chúng ta thấy đó nó hợp lý với mình. Mình ví dụ kiếp trước á, mình đã từng tu cái đó nên giờ mình thấy thích, thích cái đó. Nghĩa là nó lặp đi lặp lại, mình thấy nó quen, mình thấy nó thích. Và chúng ta muốn tu sâu hơn nữa thì mình đi những cái lớp, ví dụ như chúng ta đi thiền Samatha đi, thì chúng ta đi cái lớp chuyên của thiền Samatha. Có nghĩa là đi chuyên lớp đó để làm chi? Để có thời gian chúng ta chỉ thực tập cái đó thôi, chứ không có gian tràn lan rộng ra. Như vậy thì cái người mà đắc được là sơ quả là người ta đã vượt qua được thân kiến nghi về giới cấm thủ. Có nghĩa là người ta đủ chánh chi kiến và tuệ chi để có thể ba cái tâm này không còn xuất hiện nữa. Bây giờ ví dụ nha, ở đâu có ánh sáng thì không có bóng tối. Ở đâu có chánh chi kiến, ở đâu có trí tuệ thì vô minh phiền não chấp thủ si mê tà kiết kiến kiết sử triền cái nó vắng bóng từ từ, tùy vào cái độ sáng mà bóng tối nó mất. Bây giờ ví dụ nha, cái đèn pin á thì nó sẽ diệt được bóng tối á, chỉ có 100 mét là đèn xịn rồi đó. Còn mà đèn không xịn á chỉ là tiêu hủy được bóng tối 50 mét hoặc 30 mét, 20 mét, quý vị hiểu không? Nhưng mà bóng tối tuốt đằng kia phải cần cái đèn sáng hơn. Do đó ta tu tập phải khai tâm mở trí sáng hơn nữa để diệt những cái vi tế. Còn sáng vừa vừa thì diệt được những cái thô kệch. Quý vị hiểu không? Có cái này nó không có thằng kia. Trí tuệ nó mới là đẳng cấp. Nên có trí tuệ cỡ này thì có một loạt các cái tâm không có. Có trí tuệ cỡ này thì có một loạt cái tâm nó sẽ biến mất. Chứ không có diệt, nhà Phật không có diệt tâm nào cả, tự nó mất. Do đó mà người ta tu á, tự nó chứng, chứ chúng ta không có việc để mà chứng. Có nghĩa là mình tu tập trí tuệ nó phát sanh đó, trí tuệ nó phát sanh rồi. Bây giờ ví dụ như thế này ha, mình á thấy cái đó nó quý dữ lắm, mình sanh ra tâm tham, giá nào cũng lấy, ăn cướp cũng được, ăn cắp cũng được, lừa đảo nó cũng được, đè nó lấy cũng được, miễn sao dụ dỗ nó lấy cũng được, miễn sao lấy được cái đó thôi. Là thấy đó nó rất là quý nên mình ham muốn thích, này gọi là tham. Tham có nghĩa là lấy cái không phải của mình về mình. Chính cái tham là cái mình cho nó là quý. Mà cái nó cho là quý là cái nó phục vụ cho mình để thỏa mãn dục tham. Thì khi mà chúng ta thỏa mãn dục, thỏa mãn cảm thỏa lạc thì nó trở thành cái đó nó quý. Cái quý đó với mình đó là mình thỏa mãn cái gì đó thì cái đó mới quý. Còn cái đó không thỏa mãn mình cái gì hết, cái đó không có quý, dầu đó là vàng. Quý vị tin không? Cái gì đó nó thỏa mãn mình, thứ nhất là dục là ham muốn, thứ hai là cảm thọ lạc, thứ ba là tham. Nếu nó thỏa mãn những cái đó thì cái đó nó mới quý với mình. Còn cái đó không thỏa mãn nó không quý. Như vậy tại sao chúng ta để cục kim cương mà con chó nó lắc đầu? Nó không quý gì hết, nó không có thỏa mãn dục tham của con chó. Con chó nó không thích cái đó, nó không thỏa mãn cái đó. Nhưng mà con người chúng ta để hở một cục kim cương thử cái à, có mất không? Quý vị hiểu không? Như vậy là do gì? Do chi kiến. Chi kiến nghĩa là gì? Do cái thấy biết về cái đó. Như vậy thì chúng ta thấy biết cỡ nào thì nó sanh ra những kiết sử truyền cái tới cỡ đó. Ví dụ thấy biết đúng như thật, không sanh cái gì cả. Thấy biết đúng như thật, không sanh ra cái gì cả, đó là trí tuệ đó. Nếu mà ai toàn chi là không có sanh một tâm nào cả. Còn không toàn chi á thì còn sanh một số loại tâm vi tế. Còn người nào không có trí tuệ hết thì tâm nào cũng sanh. Thấy cái nào cũng sanh, nghe nào cũng sanh, ngửi nào cũng sanh, nếm nào cũng sanh, xúc chạm nào cũng sanh. Căn tiếp xúc trần sanh ra phiền não. Do đó xúc sanh ra phiền não. Như vậy á, phiền não thì sanh ra nghiệp và phiền não dẫn đi sanh tử luân hồi. Phiền não nó có hai chức năng. Một là chức năng tạo nghiệp, hai là chức năng kéo đi sanh tử. Ví dụ người ta chết với tâm gì, là chết với tâm phiền não nào á thì tâm đó dẫn đi cái cảnh giới tương đương. Và phiền não nó sanh ra nghiệp nhân bây giờ thì nó lâu tới cảnh giới đó sẽ trả nghiệp quả nơi đó. Ví dụ như chúng ta làm nơi này, làm nhiều nghiệp ác ở nơi này bằng chính những cái tâm phiền não đó.
Và một trong những tâm phiền não đó, nó xuất hiện trong lúc người ta tắt hơi, thì tâm đó trở thành tâm tử. Phiền não đó trở thành tâm tử, thì xuất ra khỏi thân mình thì tâm tử trở thành tâm tục sanh. Tâm tục sanh nó mới dẫn đi cảnh giới, và dẫn tới cảnh giới rồi nó sẽ biến thành tâm hộ kiếp. Còn muốn có tâm tử đó thì một loạt cái tâm cận tử nó đấu tranh. Do đó tâm cận tử, tâm tử, tục sanh, hộ kiếp, bốn cái tâm đó nó đang hoành hành ở trên con người của mình, mà mình không biết nó là một cái loại tâm phiền não đấy. Cho nên người nào mà đấu tranh với phiền não, người nào chặn đứng phiền não, người nào diễn ly phiền não, người nào đoạn diệt phiền não, người nào mà chấm dứt được phiền não thì người đó không có chỗ sanh ra. Tại vì tất cả trong tam giới này đều do phiền não mà dẫn tới. Cho nên người nào chấm dứt phiền não ở trong tâm, thật sự không có miếng phiền não nào hết, gọi là đoạn tận tất cả các lậu hoặc, là một trạng thái không có một chút phiền não nào trong tâm, gọi là tâm không á, là tâm không là không có phiền não á, người đó không có cảnh giới sanh. Mà chính chỗ không có cảnh giới sanh thì gọi là niết bàn, bất sanh. Không có cảnh giới sanh là bất sanh. Mà bất sanh thì bất diệt, có sanh có diệt. Bây giờ lỡ sanh rồi nè, chắc chắn có ngày sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ có một ngày sẽ chết. Cảnh báo trước, khỏi cảnh báo nó cũng chết, mà cảnh báo nó cũng chết. Sợ nó cũng chết và không sợ nó cũng chết. Sợ chết lắm, sợ chết cũng chết con. Trước sau gì cũng chết à? Trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Người đi trước, kẻ đi sau, vậy thôi. Get in line, sắp hàng, sắp hàng, sắp hàng. Hôm nay chống đánh nhà ta, ngày mai chống đánh sang qua nhà mình. Quý vị thấy không? Do đó mà người ta nhìn thấy bằng tuệ tri, người ta nhìn thấy được điều đó rồi đó, là người ta giật mình, người ta lo tu tập quá vậy. Chéo chân ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm chánh niệm, tỉnh giác, hít vào thở ra, thay vì hát karaoke, thay vì coi phim sáng đêm, thay vì là nói dốc nói láo sáng đêm, quẹt 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 mà chát 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 ha. Rồi ơi, nhìn cái hình lên thấy đẹp quá, trời ơi, xối ca ha, đẹp quá. Ai nhà đâu ăn cắp hình ta làm avatar đó, phải hình mình đâu. Trời ơi, lên coi Facebook, lên coi này nọ, thấy hình đẹp quá trời, vô chát chát chát, ăn cắp hình. Hình ta post lên đâu phải hình mình, thấy không? Trời ơi, nhìn còn cà chuột rồi cho ngon lành nữa nè. Tôi nè, nickname rồi nữa chứ. Trời ơi, có nhiều người để nickname mây lang thang không? Rồi nickname buồn của gió. Trời ơi, nhiều nhiều nickname lắm, mình dòm vô coi. Nhưng mà không biết ai là ai đâu nha. Cho nên á, quý vị mới thấy á, là một người mà người ta phát tâm tu tập á, là người ta đã có một cái chi kiến từ trong kiếp trước hoặc là trong kiếp này. Người ta nghe câu kinh, hoặc là ta nghe một lời giảng, hoặc ta quan sát. Cái người mà có nhiều kiếp tu á quý vị, là họ có độ ba la mật lớn đó. Cho nên họ nhìn tất cả các pháp thế gian bằng một con mắt khác, chứ không phải là bằng con mắt phàm, bằng con mắt trí. Bằng con mắt trí nên nhìn trên bản chất của pháp, bằng con mắt phàm nhìn trên hiện tượng và tính chất của pháp. Ví dụ mắt trí, ví dụ này, ông Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng một sự việc, hai người nhìn một cái khác nhau. Ví dụ một người nhìn thấy cảnh của mùa thu rất đẹp, một người nhìn thấy cảnh của mùa thu là cảnh điêu tàn, có nghĩa là quy lực xuân hạ thu đông. Quý vị không? Đó là cảnh điêu tàn. Một người thấy một lá vàng rơi rất đẹp, ngoài thêm có chiếc lá rơi, tiếng rơi mỏng dánh như là rơi nghiêng. Trời ơi, bài thơ đẹp ha. Em ơi, có nghe chăng tiếng mùa thu, tiếng mùa thu chết. Con nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô, lá vàng là sắp đi rồi đó. Hiểu không? Lá vàng phải lá chết không? Quý vị, nó rơi tả tơi chứ nó chết rồi. Cái lá đó nó không bao giờ sống nữa. Quý vị, mình lên trên có câu chuyện mình đánh lên đó, mình có một cái tác phẩm gì cũng hay lắm, The Last Leaf, đó là chiếc lá cuối cùng á. Quý vị là vào cái chiếc lá cuối cùng á, là cái chiếc lá vàng á ở trên cây. Ông kia ông bệnh, ông mới điếm cái lá rơi á, lá rơi từng lá vào mùa thu. Ông nói là cái lá rơi cuối cùng ông sẽ chết. Ông nguyện vậy đó. Cái lá trước cửa nhà ông, cái lá cuối cùng rơi thì ông sẽ chết. Ông ngồi ông đợi hoài, qua gần hết mùa thu luôn cái lá nó không rơi. Ai nhà đâu có đứa bé ăn mày á, nó biết là tâm nguyện của ông vậy đó.
Cho nên nó lên tường nó vẽ một chiếc lá vàng mà dính vô. Ông nhìn cái lá nó vẽ trên tường á, nó không bao giờ rơi, lá vẽ sao rơi. Nó thương ổng á, nó sợ ổng chết đi. Cho nên vẽ lá nên ổng canh, ổng nhìn cái lá hoài, lá không bao giờ rơi. Nên là gọi là the last leaf, là chiếc lá cuối cùng mang tính nhân văn. Một người mà không muốn nhìn thấy sự chết chóc của người khác, cho nên đó người ta hy sinh. Nên trong cuộc đời này cũng vậy đó quý vị, mình không muốn ai buồn ai khổ gì hết, là tâm Bồ Tát đó. Quý vị thấy không? Rất là cảm ơn quý vị đã đến đông đủ vào buổi khai giảng đầu năm. Tuy là chúng ta dời lớp từ chùa Minh Đạo về thiền viện Quảng Đức, là vị Bồ Tát đã rất là danh lừng, thơm lừng, ai cũng biết đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Đây là thiền viện Quảng Đức, và chúng ta về đây cũng nương bóng của tên tuổi Bồ Tát mà chúng ta tu tập hạnh nguyện. Và đầu năm mới xin chúc toàn thể quý vị Phật tử cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sức khỏe đủ đầy, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, con cháu thảo hiền, và luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành và sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Thank you.